Một xin mến chào tất cả ông bà cô dì chú bác và anh chị em. Hôm nay một đi theo dùm ăn của ông chú là bắt cá đăng cả nhà, mà một đi căn nha về trễ quá, cái chú đang bắt nè. Ủa cá ngát hay gì Tông? Ngát. Ôi dội chui cắn rồi. Giật vô đi, chui ra. Tới, đừng để đi. Một đi về trễ. Tầm với lại anh này bắt rồi. Bự ra chân nè rồi, đóng rồi. Rồi, chui đâu rồi? Ừ. Ủa, nãy đắp bị bể gì vậy? Bể, từ đi. Cá cháp dưới kìa. Từ đi, còn nhiều lắm. Ôi, còn nè, còn quá trời nè. Mình đắp lại cái nữa đi. Đắp lại cái nữa đi. Cầm đi đắp á, cầm đi. Đắp. Cá còn quá trời luôn nè. Đắp ngay đó đi Tâm, nghe đi. Cầm thuốc không em, mồi thuốc cho. Mồi thuốc chung điếu rồi. Nè, có đâu. Đừng có ngát nó còn lên đây nè. Có còn ngát còn lên nè. Chắc cái thùng đó đẩy xuống đi. Trời, nó mang dài, nó ngắm đi, mình không cho đi. Đấy, đó, đẩy sâu xuống đi. Đó, đẩy luôn vậy là ngon rồi đó. Nè, nói kìa, thấy không? Đó. Rồi, chút mẹ ơi. Em nghe nó giải sao cắn mày hay vậy? Ừ, nói nhỏ. Từ, đạp đất xuất. Bên kia anh đạp đất xuất. Tao nó vô nè. Cái dạch này cá quá trời luôn mà. Rút dạch ha. Dạ. Nãy có đi sâu vô trong không? Có. Từ đi. Từ đừng ra giềng quá. Cái đó lỗ con khác ngắt lỗ đó. Ừ. Từ chừng cắn á. Dài mà. Đó, cá chép rồi. Để tới đây ấy dở gì cái gì Tâm. Rồi, tôi. Ơ, cá chép quá không Tâm. Kìa, nó lú đầu kìa, thấy không? Đó. Đó. Tới mấy viện đây, vừa tới mấy viện thôi. Rồi, 5 phân viện đi anh ấy. Rồi. Bắt nhiệt. Dập. Máy đi dập. Ủa, con cá vừa ngắt bự kìa. Rồi. Hai con luôn. Bỏ trời luôn. Để tao phóng vô cái gì giật hất ra đây cho nó có gót xình cái. Cái đó phải đóng nửa ký rồi. Bỏ rồi luôn. Anh đẳng nó dữ. Đẳng hả? Ừ, chút á. Nhiều lắm rồi, nó chưa cạn. Ừ. Quan vậy gớm rồi. Rồi dứt đi. Dứt mấy thằng đàn đâu được ca dưới đi. Đấy trời ơi. Giặt cái giật đi. Ồ, hồi nãy không biết luôn. Đã chưa? Nồi to cũng rồi kìa. Giặt giáo luôn ha. Rồi cái cháp rồi. Bắt cá chép lên. Đó. Bỏ đợi. Ê, trời. Ê, bỏ vậy. Thả vô giật luôn cũng được. Rồi sóc lên coi. Từ. Từ đi. Đó. Còn cái
Ôi. Cái gì vậy? Nó dâm. Chết rồi. Còn một con cá. Rồi mình hát mé đi, hát mé bắt. Đó còn kìa, hai ba con kìa. Dạo con đi, dạo đi, thật đi. Làm ngon là ủ á. Rồi. Giáo rồi kìa vậy. Ừ. Cũng khờ rồi. Mà sóc qua nữa coi, còn nữa không? Cá chép rồi, cá chép vô coi. Đĩa mà bắt lắm gì. Ừ. Rớt rồi. Rớt rồi. Rồi. Cái gì thì con bự lắm. Nhỏ. Rồi. Sắp lại bắt đầu lên lại kia cái này. Này là chỉ mới một cái chạch thôi. Còn ngoài mé bắt nha. Nãy ở ngoài mé đâu có đồ nhiều hả hả bạn? Cái đối không anh? Cái đối không ạ? Sẽ đi Đà Nẵng nè. Thằng kia cái nhà. Đi bộ Đà Nẵng rồi hả? Mà quên nữa. Trời nắng hết rồi. Mình bây giờ một chạy lại đầu này. Chú Năm đang bắt này nè cả nhà. Đem đây luôn, lột cái cát ra, đem vỏ đây luôn. Lần giềng vô hả chú? Lần giềng vô hả? Ừ. Lâu ngày quá mới đi với chơi chú. Dạ, để lần viền phụ cho chú Năm đây. Viền trúc ngoài tiêu quá trời. Ngoài cái viền này. Mẹ vỗ vô luôn. Khúc này có khúc này hả chú? Có khúc này phải không? Đó, có cá này. Khúc này tại vì bị nước không cạn. Khúc này bị thất bại, khúc này không cạn cả nhà. Mò đây nè, mò đây nè Tâm ơi, mò kéo viền khúc này vô Tâm ơi. Ủa ngắt nè, bắt. Dí gầy. Cái nóc. Cái nối, ở phan chút, cái nâu. Đó, cái dù xuống đây nè. Dạ. Chưa được hả Tâm? Để đây nè Tâm ơi. Con cá đi giữ này mài đi con. Dạ. Mài viên hả? Mài viên luôn.
cá nó dồn đây nè cả nhà. Một căng trên nè, căng trên trong dồn đây. Dạ. Nhỏ em không biết nữa. Đây không có bọn. Nhỏ sai thì bỏ ra. Quang dày quá mà. Ê, Dũng đi chứ. Ôi. Dũng ở đâu? Thấy như vua. Dũng đó sao á? Nằm hết. Mà mày vô đi, mày vô cái gì anh tao lụm cho. Má anh em ăn ngay, anh em với mấy người mập khó làm ăn lắm. Ngồi dưới đồ mà anh em mù mắt đâu biết thuốc mấy người kia. Nè nó hút được phải hút chùa mà cho mà. Rồi tiếp tục ngay hai ngày tới. Mình kia có hát mình chạy thấy là anh thằng. Giống con cá ngát rồi. Đó, qua cái nâu rồi, cái nâu rồi tao. Thế à, qua gác nó vừa kìa. Mỏ nó bữa đại tới luôn á. Nhắc vô nó chắc chắc. Khúc này cá nó dọn xuống đây nè, anh cũng còn nước nè. Cái nâu ra tay kìa tao. Quá đồng nhiên mày cái nâu dầm đi. Dầm quá cỡ luôn. Ngồi ở cái nâu kìa, kìa kìa. Đó, đó, nó khẳng lên đó. Nâu dầm lắm, đầy luôn. Ôi, ở ngoài vòng ngoài chú kìa. Giỡn vòng ngoài không khỏe. Ừ. Ôi con đó đó cái gì vừa kìa. Bắt lên tâm. Dạ, dạ. Chết. Ủa cái chẻm. Chẻm. Chẻm nó dọn, cái chẻm nó dọn xuống đây nè. Ừ. Ủa, chẻm hai cái chẻm kia. Ồ, không được ký nữa, hết hồn. Nó quận nữa luôn, chẳng ngát không. Nè, nó nè, cái bá lửa nè. Ê, nó chẳng ngát, nó chẳng ngát, nó thì nó chặn đây cũng gì lắm, chặn đây cho nó lấy nó cho con cá nào qua đây cho nó qua được, nó qua nó sập quá đà, quá đà đi ơi, tao làm cái chứ mày không có bự mà
Thì bây giờ xúc cá ngát vớt, cá ngát trước rồi nè. Mình kéo lên cạn được nè, mình kéo lên cạn để cho xuống vớt dễ. Đó. Ba con, bốn con đây, hai con, năm con. Cái nào có nó chành mạnh luôn rồi. Giờ kỳ quá mà. Giờ bữa là cho ông giờ đâu. Qua thì nó quậy luôn. Có, nó bỏ đi về trước đó. Dốc lên đi vụ không? Rung mình rung tay hả? Quá xịn. Má thiệt tình. Cái gì vậy? Cái bà cái trời ơi cái ngát. Ba lên rồi. Chuyện dấn vô ta. Ôi, ôi vợ vợ gì lên coi chừng cái da anh không thầy. Anh nó chậm quậy rồi. Xả cho nó ra đây đừng chết. Đó. Dắt rồi. Gác lại đụng ở trên cái lỗ nào á. Lắp lại rồi. Chưa. Rồi. Được không ạ? À? Bảy nó mắc cái mỏ đâu. Nó màu lắm à. Lấy được không? Được rồi. Còn dưới nữa. Hắt dưới đây nè. Ăn giải gì nó hắt vô cho tập đi. Giờ giờ dạo gì lượm vớt à. Còn có con còn dưới lưới nữa chú. Đây nè. Chim khô nè, chim khô nè, chim cá chim khô nè. Trời ơi, con cá đâu chành mạnh luôn kìa. Nghèo những cá nâu rồi. Ừ. Nãy có gì? Nè. Thành năm. Lùng tùng. Nè, có nè, cá xuống xịn nè. Chú năm rồi. Đĩa không à? Trời, cái cây sẽ ghét không? Rồi, hết ngoài vô nữa coi. Mình thảo đi. Còn con cá ngát hành dưới kia kìa, đó đó. Quá nặng à, nãy xình xuống quá quá trời, con ngát hành dưới luôn. Thì mình ra quả mình dạo luôn nè. Quá sâu lắm. Dạ, nãy giờ mấy chú cháu cũng bắt. Cái khúc này cũng xong rồi cả nhà. Quá wow, trời sáng ngày. Sáng sớm mà mắt quá trời mắt. Giờ đi ra ngoài kia sẽ lượm cá. Rồi một sẽ quay thành quả cho cả nhà xem nha. Hôm nay thấy chú đang có cá chẹm cũng có, cá ngát cũng có, cá cháp, cá nâu gì quá trời luôn. Rồi, bây giờ một sẽ lại vỏ. Tắm rửa xong lại vỏ, ra ghe lần lựa cá. Cá ngát này cả nhà. Đây là một số cá ngát không nha. Rồi. Dạ. Rồi, em sáng giờ em chưa chạy bánh mà em đi căn nhà về em ghé đây luôn.
anh xin tới kìa. Cá ngát nhiều lắm thôi, cá ngát nhiều lắm, cá chẽm rồi đúng không? Ủa, cá chấp là chưa đâu, cá phát biết cá chấp không? Đang lúc như cái bây dạo, thấp chấm như trời. À. Đây mấy con nè mày, không đây. Đây mấy cái giáp bự nữa nè, thằng nào đó. Đây, anh đụ, anh nhậu thì giỏi chứ nãy gần anh không lội bắt anh nằm đó anh là. Trời ơi lội nổi à. Ăn nhậu thì giỏi, lội không lội. Thì cái tay với Tâm làm gì Tâm? Nó còn xỉu dữ nữa nè. Cắn ngang, cắn ngang. Để dao qua chỗ bự là giọng dễ nghe rồi. Đem qua đó đó. Lấy bự này Tâm. Đem qua đó nè. Cái té. Mấy con xù dao mà. Đứng qua không? Có không có không nghe các nha, chừng đó nha. Muốn gì? Đây 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 đưa đó đây nè. Nè. Lấy 50 kg. Mua 3 kg. Nghe không? Không, không lấy nữa, hết lấy. Ở nhà ở đâu ạ? Có được con cá chẽm hả Tâm? Mẹ đâu rồi? Con cá chẽm. Đâu hết đâu? Đây là cái nhà. Bây giờ đổ anh cũng đổ cá ngát ra. Đó, đào cá ngát luôn. Đó, cá ngát to. Cá ngát rồi cả nhà. Đây. Mình bước qua mấy bển đi. Nên nãy em gọi nữa. Kéo. Rồi bây giờ chú với mấy anh là bắt đăng xong rồi cả nhà ơi. Giờ clip của một tới đây xin tạm dừng cả nhà. Cả nhà nhớ xem cho một like và được đăng ký. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà những video tiếp theo nha.